Chào mọi người, hôm nay chúng ta tìm hiểu về giá phí rút tiền thẻ tín dụng các ngân hàng. Trong video này, bạn sẽ biết được những điều giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí như sau. So sánh phí rút tiền của các loại thẻ tín dụng từ các ngân hàng khác nhau, giúp người xem lựa chọn thẻ phù hợp với nhu cầu của mình. Lãi suất khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng nhằm cảnh báo người dùng về chi phí có thể phát sinh khi sử dụng chức năng này. Cách tiết kiệm khi sử dụng thẻ tín dụng giúp người dùng biết cách tận dụng tốt nhất ưu đãi của thẻ và tránh tình trạng nợ xấu. Có hai cách để rút tiền từ thẻ tín dụng, trực tiếp tại cây ATM có biểu tượng Visa hoặc Master. Bạn cắm thẻ vào và nhập mã bảo mật ngân hàng đã cấp, hoặc liên hệ trực tiếp tại quầy giao dịch. Hạn mức rút tiền tối đa của hai hình thức này là từ 50% tới 70% hạn mức của thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn rút 100% với lãi suất thấp hơn, hãy liên hệ với admin theo số điện thoại trên màn hình nhé. Thẻ tín dụng có rút được tiền? Có, nhưng phí cao và lãi suất tăng nhanh. Ngân hàng không khuyến khích rút tiền mặt vì rủi ro tín dụng cao. BIDV, phí rút tiền tại ATM 3%, tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng. Thẻ BIDV Visa Flexi có phí khác. Vietcombank, rút ATM trong nước 4%, nước ngoài 6%, tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng. Agribank, phí rút tiền ATM cùng ngân hàng 2%, ngân hàng khác 4%, tối thiểu 20.000 Việt Nam đồng. Vietinbank, phí rút tiền 3,64%, tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng. ACB, thẻ Visa, Mastercard 4%, tối thiểu 100.000 Việt Nam đồng. Thẻ JCB phí khác, thẻ ACB Express miễn phí. VIP, phí rút tiền 4%, tối thiểu 100.000 Việt Nam đồng. Thẻ Financial Free có phí khác. AB Bank, phí rút tiền 4%, tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng. MB Bank, phí rút tiền 3%, tối thiểu 50.000 Việt Nam đồng. TB Bank, phí rút tiền 4,4%, tối thiểu 110.000 Việt Nam đồng. VB Bank, phí rút tiền 4%, tối thiểu 100.000 Việt Nam đồng. Thẻ Number 1 miễn phí. Liên Việt Postbank, phí rút tiền 4%, tối thiểu 100.000 Việt Nam đồng. Nam Á, phí rút tiền 3,5%, tối thiểu 66.000 Việt Nam đồng. Thẻ Happy Card miễn phí. Lưu ý hạn mức rút tiền, phí rút tiền và lãi suất của từng ngân hàng. Chỉ rút tiền mặt khi cần thiết, tránh rủi ro nợ xấu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hãy đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé.